Thưa quý vị, bão số 4 Noru là cơn bão mạnh được dự báo là siêu bão với nhiều diễn biến phức tạp và có nhiều ảnh hưởng tới các địa phương miền Trung khi đổ bộ vào đất liền. Vì thế, đến thời điểm hiện tại, một trong những quan tâm lớn của người dân là đường đi, cường độ của bão Noru và những hình thái thời tiết sau bão. Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về giảm thiểu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu. Xin chào tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa anh, thì đến thời điểm này anh có thể cho biết cái đường đi và cường độ của bão Noru là như thế nào rồi ạ? Xin chào các khán giả của đài TRT. Thì vào sáng nay khoảng 7 giờ sáng thì bão Noru đã đi ra khỏi cái vùng đất liền của Philippines và đi vào biển Đông của Việt Nam. Đến buổi chiều nay khoảng 14 giờ thì cái vị trí tâm bão nó cách bờ biển phía đông của Đà Nẵng ở khoảng 875 km và sức gió hiện tại ở cái vùng tâm bão đang ở mức 150 đến 175 km/h, thì bão đạt ở cấp 15, giật cấp 16. Bão vẫn tiếp tục sẽ mạnh lên trong những cái giờ tới, đặc biệt là sẽ mạnh nhất vào cái thời điểm trưa ngày mai, ngày 27 tháng 9, thì cái sức mạnh của cơn bão có thể đạt đến 185 km/h, là cái gió giật trong một phút. Còn cái gió đều của nó thì cũng sẽ khoảng từ 140 đến 160 km/h. Thưa anh, thì vậy thì khi đổ bộ vào thì vùng biển và vùng đất liền của tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ chịu những cái ảnh hưởng như thế nào ạ? Có rất nhiều các cái yếu tố phải đề cập đến cái việc là ảnh hưởng của bão đối với cái vùng đất liền của Thừa Thiên Huế, bởi vì chúng ta là có một cái địa hình là vừa giáp biển, vừa có địa hình núi sườn dốc, cho nên cái tác động của cái cơn bão này sẽ nhìn thấy là rất nhiều cái khả năng tác động lớn. Đặc biệt cái tâm bão thì được dự báo là nó sẽ đi vào cái vùng của khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng. Nhưng mà do có cái hướng hơi chệch của bão khi vào tiếp cận vào đất liền ấy, thì Thừa Thiên Huế cũng sẽ nằm ở cái vùng bị ảnh hưởng mạnh của cái tâm bão, chứ không phải là cái vùng ngoài của bão, vì cái đường kính của bão nó lớn. Và vì vậy cho nên là đặc biệt sẽ ảnh hưởng tác động đến các cái vùng ven biển, vùng trung du của tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó có các cái nhóm nguy cơ như sau. Nguy cơ thứ nhất đó là các cái nhà ở vùng thấp, ở cái vùng ven biển, và nhà cấp 4, nhà có lập tạm hoặc là không lập tạm, thì những cái nhà đấy nó sẽ không vững, không bền với những cái cơn bão với sức mạnh như thế này. Cái thứ hai là hệ thống về cột cây xanh đô thị, nếu như không được cắt tỉa mà tốt và chẳng chống thì nó cũng thể sẽ trở thành cái nguy cơ cao là bị gió bão quật ngã. Và các cái lồng bè nuôi cá ở cái vùng đá phá Tam Giang, vùng hai, vùng cửa sông như là sông Tư Hiền thì cũng đều là các cái nhóm mà có thể dễ bị ảnh hưởng bởi bão. Thì cái kinh nghiệm ấy là chúng ta hạ thấp các cái lồng bè nuôi cá xuống đáy, thay vì vặt là việc là để cho nó ở trên mặt, là chúng ta tháo phao và neo chìm xuống thì cái lồng bè có thể là nguy cơ bị phá vỡ bởi bão nó ít đi. Và cái hệ thống về hạ tầng, đặc biệt là đê kè biển, hệ thống đê biển sẽ bị nguy cơ cao với cái cơn bão này, bởi vì bão nó vào đúng cái thời điểm mà có chiều cường. Thời gian vàng có thể chuẩn bị đó là trước 3 giờ ngày 27, 3 giờ chiều ngày 27 tháng 9. Vậy thì theo dự báo của anh thì liệu cơn bão này có gây ra một cái hoang lưu, gây mưa lớn và ngập lụt sau khi bão đi qua không ạ? Cơn bão này thì sẽ gây một cái lượng mưa rất lớn, là khoảng 250 đến 300mm trong cái đợt mưa do hoàn lưu bão. Tuy nhiên thì tổng cái lượng mưa là nó mặc dù nó không cao nhưng nó lại mưa cấp tập trong một khoảng thời gian rất ngắn. Vì vậy cho nên sẽ có các hiện tượng về ngập lụt cục bộ. Và nó có một cái nguy cơ là khi mà mưa tổng lực trong một khoảng thời gian ngắn thì với các cái hồ chứa mà đang xây dựng dở dang hoặc còn tạm bợ, nó giống như là có những cái đê tạm ở các cái hồ chứa nhỏ, thì nó sẽ bị bung phá và lúc đó thì nó sẽ dồn nước và có nguy cơ ra những cái sạt lở, ngập lụt cục bộ.
Tuy nhiên nó sẽ không có cái việc là lụt kéo dài ở cái cơn bão này. Xin cảm ơn những cái thông tin rất cần thiết mà tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy vừa chia sẻ.